Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm demo về phần IPC. Phần này thì tập trung chủ yếu vào phần IPC giữa user space và kernel space thông qua device file, CSS file, profile system và câu lệnh IOCTL. Thì mình đã viết một cái kernel module đơn giản để làm demo về những phần này. Đầu tiên thì mình sẽ vào fmode. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là sau khi ls mode thì do mình chưa insmode cái kernel module này vào nên là chưa thấy gì cả. Thì hiện tại ở đây thì mình đã biên dịch trước ra kernel module là let driver.cao. Thì mình sẽ tiến hành insmode module này. Và sau đó thực hiện lại lệnh lsmode. Thì các bạn có thể thấy được là có một module led driver đã được insert install vào trong hệ thống. Sau đấy thì mình sẽ thực hiện thao tác với các cái device file, SIP, FS file, profile system và IOCTL. Đầu tiên sẽ là phần device file. Thì device file của mình tên là leddev. Thì đầu tiên mình sẽ echo một vào tức là ghi một vào cái device file này. Thì các bạn có thể thấy là sau khi mình ghi một vào cái device file này thì đèn led được bật sáng. Sau đấy thì mình thực hiện việc đọc từ device file để lấy status của led, thì các bạn có thể thấy là kết quả là một. Tiếp đến thì để tắt led thì mình ghi không vào device file, và tương tự thì các bạn đã thấy là đèn led đã tắt. Khi mà mình đọc device file thì kết quả là status của led là không. Tiếp đến thì mình sẽ thao tác với file trong sysfs. Trong sysfs thì mình tạo ra một folder là leddev, và bên trong thì có một file là led status ledstt. Thì khi mà mình thực hiện ghi một ở trong file này thì đèn led cũng bật sáng, tương tự như khi mình ghi một vào device file. Tương tự thì mình sẽ đọc trạng thái của led từ file này thì các bạn có thể thấy kết quả là một vì led đang sáng. Tiếp đến thì để tắt led thì mình ghi không, tương tự khi đọc thì mình sẽ có nhận về kết quả là không vì led đang tắt. Và tiếp theo thì sẽ còn là thao tác với file trong profile system. Trong file system thì mình tạo ra một profile system thì mình tạo ra một file là tên là led, và hoạt động đọc ghi vào file này thì cũng tương tự như những phần trước. Và cuối cùng sẽ là phần IOCTL. Thì trong phần IOCTL thì do không thể sử dụng IOCTL từ command từ terminal được nên là mình đã viết một chương trình nhỏ để test cái câu lệnh IOCTL này. Thì file mà mình viết là test IOCTL-led-driver.c. Thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy nội dung của file này. Thì trong file này mình gọi ba lần IOCTL. Lần thứ nhất là yêu cầu led nhấp nháy với tần số là 2 lần trên 1 giây, và lần thứ hai là 4 lần trên 1 giây, lần thứ ba thì là mình yêu cầu led là ngừng nhấp nháy. Thì khi mà chạy chương trình này thì các bạn có thể thấy led nhấp nháy như trong hình. Đầu tiên là 5 giây nhấp nháy với tần số là 2 lần trên 1 giây. Tiếp đến là 5 giây nhấp nháy với tần số là 4 lần trên 1 giây. Và cuối cùng là
tắt led. Đến đây mình đã kết thúc phần demo về IPC giữa user space và kernel space thông qua một kernel module và một chương trình nhỏ để test phần IOCTL. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.